Chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một live stream buổi sáng, chương trình Cà phê NLP. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái nội dung rất là thú vị và giá trị. Nó có tên gọi là bí mật của sự thịnh vượng. Bí mật của sự thịnh vượng. Theo cá nhân tôi thì sự thịnh vượng nó bao gồm những điều gì? Tôi sẽ đưa mic lên đây cho nó dễ dàng, cho nó gần. Với quan điểm cá nhân tôi thì sự thịnh vượng nó bao gồm sự đủ đầy trong mọi khía cạnh của cuộc sống này. Sự đủ đầy ví dụ như đối với cá nhân ta thì là sự đủ đầy về sức khỏe. Chúng ta có một sức khỏe, một thể chất khỏe mạnh, một tinh thần viên mãn và một cái nếp sinh hoạt lành mạnh. Sáng tập thể dục, cả ngày chúng ta chọn những cái việc giá trị để làm. Đây là về khía cạnh cá nhân ta. Còn việc khía cạnh hạnh phúc gia đình, chúng ta có một gia đình mà những người xung quanh đều vui vẻ hạnh phúc, có một cái môi trường sống thoải mái để phát triển tốt nhất những sở trường, những thế mạnh và những cảm xúc của mình. Về mặt sự nghiệp thì chúng ta đang có một cái sự nghiệp phát triển bền vững. Và cái việc mà sự nghiệp mà chúng ta chọn làm ấy, thì nó đảm bảo rằng ta đam mê, ta thấy ham thích, ta thấy làm, ta thấy càng ngày càng làm, ta thấy càng khỏe mạnh với cái sự nghiệp hay cái công việc mà ta chọn. Và cái sự nghiệp, cái công việc đó nó mang lại một cái thu nhập xứng đáng, nó mang lại một cái thu nhập xứng đáng cho chúng ta. Về mặt mối quan hệ, chúng ta đang có một cái mối quan hệ chất lượng cao, những cái mối quan hệ rất tốt, tầng nào, nhóm nào, mối quan hệ nào cũng được, nhưng nó phải đảm bảo rằng nó gia tăng những giá trị như là niềm vui, cảm xúc, nhiều giá trị, sự tốt đẹp trong đời sống, môi trường sống của cá nhân chúng ta. Rồi về khía cạnh phát triển bản thân, chúng ta có đầy đủ mọi cái điều kiện để chúng ta phát triển bản thân. Và chúng ta thấy rằng càng phát triển bản thân lên đến mức độ cao thì cái sự thịnh vượng nó lại càng xảy ra, hạnh phúc nó lại càng tràn ngập, tinh thần nó lại càng thoải mái viên mãn, sức khỏe lại càng gia tăng, những người xung quanh lại càng vui vẻ, lại có những điều kiện tốt nhất, và chất lượng các mối quan hệ lại ngày càng tăng lên. Rồi ở cái lĩnh vực hưởng thụ, một cuộc sống thịnh vượng là một cuộc sống mà chúng ta muốn hưởng thụ bất kể điều gì thì chúng ta không cần phải lo lắng đến điều đó. Ví dụ chúng ta muốn đi du lịch bất kỳ nơi đâu, trong nước, trên thế giới, bất kỳ nơi nào. Rồi chúng ta muốn mua sắm cái gì đó, mua sắm những trang thiết bị phụ kiện cần thiết phục vụ cho đời sống, phục vụ cho sinh hoạt, phục vụ cho việc gia tăng thể chất, rồi phục vụ cho mọi người mà chúng ta yêu mến, thì chúng ta cũng không cần phải băn khoăn, lo lắng trong điều đó. Rồi chúng ta muốn giúp được ai, bằng vật chất hay bằng tinh thần hay bằng công sức, thì chúng ta đều có điều kiện mà không phải căn đo đong đếm về thời gian, về vật chất, về nguồn lực, rồi về cả những cái cảm xúc trong mình thích hay không thích nữa. Thế thì quan điểm cá nhân tôi là sự thịnh vượng nó xảy ra trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, mà mặt nào chúng ta cũng đủ đầy, mặt nào chúng ta cũng viên mãn, mặt nào chúng ta cũng hài lòng, thì đấy là sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng. Vậy để chúng ta có thể kiến tạo nên một cuộc đời thịnh vượng thì làm thế nào? Làm thế nào đây? Như đã nói với các bạn, đây là chương trình Cà phê NLP và tôi đang ngồi ở một cái quán cà phê đường phố. Tôi rất thích ngồi cà phê đường phố. Tôi có thể ngắm được không gian của mọi người và ngắm những cái hàng hoa họ lượn đi lượn lại. Ở Hà Nội thì có một cái vẻ đẹp rất là lãng mạn, là gì? Những cái hàng hoa, những người bán hoa xếp rất là đẹp trên những cái thúng đằng sau ấy. Và cái sự xuất hiện của họ trên đường phố thì nó làm cho đường phố rất là lãng mạn và lung linh. Và Hà Nội thì có những cái dãy phố cổ, ở đây tôi đang ngồi ở khu vực phố cổ, những cái ngôi nhà rất cổ, và bây giờ thì họ trang trí rất là hiện đại, trang trí rất là bắt mắt, và chúng ta cảm thấy rất là ấm áp khi và vui, đủ ấm đủ vui để chúng ta có thể ngồi ở cà phê. Mời các bạn.
chúng ta tiếp tục quay lại chủ đề. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế được một cuộc sống thịnh vượng, một cuộc đời thịnh vượng? Bí mật nó nằm ở hai chữ thôi. Bí mật nó nằm ở hai chữ thôi. Cho đi. Cho đi. Mỗi hai chữ cho đi. Mỗi hai chữ cho đi thôi. Vậy thì sẽ có người sẽ hỏi, đặc biệt là những người trẻ, thưa anh, thế nếu bây giờ mà em còn trẻ, em còn chưa có gì cho bản thân mình, thì em lấy cái gì em cho đi? Bạn sẽ kiến tạo được một sự nghiệp huy hoàng. Bạn sẽ huy động được mọi nguồn lực. Bạn sẽ đòn bẩy được mọi nguồn lực trong cuộc đời bạn nếu bạn biết cái từ cho đi. Nếu bạn hiểu được cái từ cho đi. Để tôi bật mí với bạn đây. Bạn còn trẻ, bạn bắt đầu ra khỏi trường đại học và bạn bắt đầu đi làm. Bạn có cái gì để cho đi? Bạn có sự trung thành. Bạn có sự trung thành với lãnh đạo của bạn, với môi trường của bạn và với những người xung quanh bạn. Đó là sự cho đi. Cho đi ở môi trường làm việc của các bạn. Hãy giả sử nếu như bạn là sếp, bạn là CEO của một doanh nghiệp, bạn có muốn nhân viên mình trung thành không? Và nếu người nào trung thành nhất, họ nhất nhất làm theo những gì mà bạn mong muốn họ, bạn thúc đẩy họ, bạn muốn truyền đạt cho họ và bạn muốn họ có kết quả tốt, và họ cho đi cái sự trung thành của họ, cho đi cái sự khao khát của họ, cho đi cái sự nỗ lực của họ để thể hiện mình với lại lãnh đạo. Nhưng chính điều đó thì cái cá nhân của một người hiểu được sâu sắc cái điều đó lại là nhận lại được nhiều nhất. Bởi vì khi bạn trung thành và khi bạn tỏ ra hiệu quả trong một doanh nghiệp và người sếp của bạn bắt đầu nhìn thấy bạn trung thành trong tuyệt đối trong mọi vấn đề, từ trung thành trong tư duy của bạn, trung thành trong nỗ lực nghiệp vụ của bạn, trung thành trong ứng xử của bạn, trung thành trong những câu chuyện bạn được nghe và bạn để trong lòng của bạn, cái sự trung thành tuyệt đối như vậy thì sếp của bạn bắt đầu nhìn thấy điều đó và bắt đầu muốn bồi dưỡng cho bạn và bắt đầu muốn trao cho bạn cái sự nghiệp của sếp. Bởi vì cái người sếp của bạn bắt đầu muốn gì? Họ muốn nâng cao. Cái năng lực của họ bắt đầu muốn nâng cao một tầm mới nữa. Vậy thì những cái khối lượng công việc bên dưới, những lĩnh vực công việc ở bên dưới, họ giao cho ai? Họ giao cho những người trung thành. Vậy bạn đã đủ trung thành để người sếp của bạn giao toàn bộ cái sự nghiệp của họ cho bạn chưa? Giả sử như sếp của bạn sẽ có 5 cái lĩnh vực chẳng hạn, và bạn là người trung thành tuyệt đối với sếp, và bạn thể hiện một cái năng lực với hiệu quả và tuyệt đối trung thành với sếp, thì liệu sếp có giao cho bạn phụ trách một lĩnh vực nào trong cái sự nghiệp của sếp không? Đấy. Đối với những bạn trẻ mà bạn nói rằng bạn không có tài sản gì để cho đi, bạn không có cái gì để cho đi, thì bạn sẽ muốn bạn có cái cho đi, đó là lòng trung thành, đó là sự tận tụy, đó là trách nhiệm, đó là nỗ lực thể hiện, và đó là sự chính trực của bạn trong cái doanh nghiệp mà bạn làm, trong cái đơn vị mà bạn làm. Vậy thì khi bạn thể hiện cái sự cho đi của bạn như vậy thì bạn được gì? Bạn được sự yêu mến của những người xung quanh, bạn được sự quan tâm và đào luyện của sếp, đào tạo của sếp, bạn được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, bạn được rất nhiều người chia sẻ cho bạn những câu chuyện của họ, và nhờ đó bạn có nhiều kinh nghiệm sống hơn tất cả mọi người. Bạn bắt đầu thấu hiểu được những câu chuyện xung quanh bạn, vì sao họ lại trở nên như vậy, và bạn bắt đầu trưởng thành hơn họ rất nhiều. Rồi bạn lại hỏi, bây giờ em còn trẻ thì có gì cho đi? Bạn có cái cho đi là hãy hiếu thuận với cha mẹ, bằng mỗi tuần, mỗi ngày một cuộc điện thoại gọi về cho bố mẹ, hỏi thăm bố mẹ, và những ngày rảnh rỗi bạn hãy về để chuyện trò cùng bố mẹ, nói với họ về những cái câu chuyện cuộc sống của bạn.
cuộc sống của bạn ở trường đại học ra sao? Cuộc sống của bạn đang đi làm ra sao? Bạn có những cái điều gì? Bởi vì bạn cho đi cái điều đó, tức là bạn đã nhận lại một cái sự vô hình khác mà bạn không thể biết được, mà lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Bạn cho đi tình yêu thương với bố mẹ, cho đi lòng hiếu thuận với bố mẹ. Mặc dù bạn không có tiền, không sao cả. Một cú điện thoại về hỏi thăm bố mẹ, những chủ nhật rảnh rỗi về, ngồi bên bố mẹ, kể về câu chuyện của mình để cho bố mẹ bạn yên tâm. Đấy là sự cho đi. Rồi sự cho đi với anh chị em, với bạn bè, với đồng nghiệp xung quanh. Đó là sự tận tụy, sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ không ngại ngần để nếu như họ nhờ bạn bất cứ việc gì thì họ sẽ sẵn sàng, bạn sẽ sẵn sàng giúp họ. Bạn đâu biết rằng những cái người mà bạn giúp đỡ trong cuộc đời này sau này họ sẽ trở thành cái gì, họ sẽ tiến đến đâu, họ có những điều kiện và sự may mắn như thế nào để họ trở thành những người thành công trong tương lai. Vậy thì khi họ nhớ lại cái trải nghiệm mà những thời khốn khó mà bạn đã không quản ngại, không quản ngại thời gian, không quản ngại công sức để bạn cho đi với họ, thì điều gì sẽ xảy ra với bạn về lâu dài? Đấy là sự cho đi. Kể cả chúng ta không có tiền bạc gì thì chúng ta cũng có cái thứ mà quý giá hơn tiền bạc, cho đi. Đó là sự trung thành, đó là sự tận tụy, đó là sự chính trực, đó là sự giúp đỡ, đó là sự chia sẻ. Và các bạn có thấy trong cuộc sống này, cuộc sống này nó như một cái nhịp điệu, một cái sự tổng hòa nhịp điệu của vũ trụ không? Một sự tổng hòa nhịp điệu của vũ trụ. Để chúng ta hiểu được nhịp điệu này thì chúng ta sẽ vận hành cái nhịp điệu này vào cuộc sống của chúng ta để kiến tạo nên sự thịnh vượng. Còn nếu chúng ta không hiểu được cái nhịp điệu này thì chúng ta sẽ đi ngược các nhịp điệu, đi ngược các quy luật, đi ngược các nguyên lý và đi ngược các nguyên tắc. Và như vậy chúng ta bắt đầu tạo ra cái sự khó khăn, tạo ra những rủi ro, tạo ra những thách thức cho cuộc đời. Hay như chúng ta có thể ứng dụng cái nhịp điệu của vũ trụ, cái nhịp điệu của vũ trụ này vào cuộc đời hay là vào cái cuộc sống của cộng đồng con người nói chung. Ví dụ bạn có thấy rằng trên trái đất này, nơi nào mà đất đai chủ phú thì nơi đó có nhiều người sinh sống. Bởi vì hành tinh này, khu vực đất đai đó đã cho đi cái sự hào phóng, cái sự chủ phú để con người vui vẻ đến đó sinh sống. Vậy bạn sẽ nhìn Sahara, một cái sa mạc đầy cát và nắng gió. Có ai có dám đến sa mạc Sahara để sống không? Nếu có chăng thì chỉ lẻ tẻ những bóng người thôi. Vậy thì ở nơi đấy, vũ trụ này có hào phóng để cho đi sự tốt tươi màu mỡ của lương thực, của không khí, của sự sống không? Vậy thì đến những cái hành tinh này, vũ trụ này, còn nếu mà không cho đi cái sự hào phóng đấy thì cũng không thu hút được ai đến đó cả. Vậy thì hãy vận vào chính cá nhân mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta thì cho đi cái sự hào phóng của bản thân mình, cá nhân mình. Lúc đầu chưa có tài chính thì chúng ta cho đi bằng sự chính trực, bằng trách nhiệm, bằng tình thương yêu, bằng sự tận tụy, bằng sự chia sẻ. Rồi sau này có tài chính, có trí tuệ thì chúng ta tiếp tục cho đi bằng tất cả những gì mà chúng ta có. Và rất nhiều người thành công đã từng tổng kết được những cái câu rất là hay. Ví dụ như là Zig Ziglar ông nói, cũng như là nhiều các bậc tiền bối khác trong cái khoa học huấn luyện con người, phát triển con người và nghiên cứu về hành vi và tư duy con người, người ta nói rằng bạn càng giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng thành công, bạn càng giàu. Vậy hãy kiểm nghiệm mình này, chúng ta hãy quay lại mình để kiểm nghiệm này. Vậy thì mình đang giúp được mọi người xung quanh điều gì? Mình đang cho đi mọi người xung quanh điều gì? Và cái câu trả lời rõ nhất là cái mối quan hệ xung quanh của cá nhân chúng ta có tốt không? Đấy là sự phản hồi xác đáng nhất về việc rằng bản thân ta đã cho đi cộng đồng xung quanh điều gì? Để đổi lại, chúng ta có một cái chất lượng mối quan hệ như vậy. Rồi câu trả lời rõ ràng hơn nữa là khi bạn bắt đầu nhờ vào ai đó một điều gì đó giúp đỡ mình mà xem, bạn sẽ nhận ngay được câu trả lời rằng bạn đã từng giúp đỡ người khác như thế nào, bạn đã từng cho đi như thế nào,
thì sẽ được người khác ứng xử với bạn quay lại như vậy. Và cái bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận lại càng nhiều. Và bạn có một cái kiểm nghiệm chắc rằng, vậy thì tôi đã cho đi nhiều chưa? Bạn hãy kiểm nghiệm lại tất cả những gì xung quanh mà mình nhận được. Thì đấy là cái phản hồi tốt nhất rằng bạn đã cho đi nhiều chưa? Hãy kiểm nghiệm lại mình nào. Bạn đang có một đời sống tinh thần như thế nào? Bạn đã có một mối quan hệ xung quanh như thế nào? Bạn đang hỗ trợ đồng nghiệp xung quanh mình điều gì? Từ cái sự chân thành bạn cho đi, hay là trí tuệ bạn cho đi, hay là cái chia sẻ, cái nguồn lực tài chính bạn cho đi, hay là cái cộng đồng trách nhiệm bạn cho đi, bạn sẽ có cái test mang lại ngay. Rồi bạn đang kinh doanh sản phẩm gì, đang kinh doanh dịch vụ gì? Có rất nhiều người trong chúng ta đang kinh doanh những sản phẩm rất tốt, những dịch vụ rất tốt. Và các bạn sẽ luôn luôn khẳng định rằng là tôi là người tốt, tôi đang mang đến một sản phẩm tốt, tôi đang mang đến một dịch vụ tốt cho mọi người. Vậy mà tại sao mọi người lại coi bạn như con muỗi vậy? Cứ nhìn thấy bạn, alo điện thoại đến là một là họ không nghe, hai là họ tắt đi vậy, ba là cực chẳng đã họ phải nghe thì họ lại chối là đang bận lắm vậy. Và bạn thì đang khẳng định rằng là mình đang cho đi cái điều tốt mà. Bạn đang cho mọi người một cái sản phẩm tốt để họ chăm sóc sức khỏe của họ. Bạn đang cho họ một cái cơ hội tốt để giúp họ cải thiện thu nhập. Bạn đang cho họ một cái dịch vụ tốt để họ bảo vệ cá nhân họ, bảo vệ gia đình họ. Tại sao mà mọi người lại từ chối bạn vậy? Tại sao cái kết quả của bạn nó lại không như bạn mong muốn vậy? Đấy là sự cho đi của bạn. Đấy là giá trị cho đi của bạn. Đấy là giá trị cho đi của bạn. Tôi đã chia sẻ rất nhiều trong các khóa học học viên của tôi rằng nếu bạn chỉ cần làm xuất sắc bản thân mình, bạn hãy đầu tư vào cá nhân mình và làm xuất sắc bản thân mình, những cái kỹ năng mà cuộc sống này, con người xã hội này cần. Và các bạn thấy này, có bao nhiêu gia đình mà vợ chồng đang có cái cuộc sống nó thầm lặng, hay gọi là gì, nó trầm uất, nó đang có cái chiến tranh lạnh, hoặc nó đang có nguy cơ là dẫn đến bờ ly hôn đổ vỡ. Có bao nhiêu gia đình hiện nay đang như vậy, và họ đang có cần một cái giải pháp không? Họ cần một cái giải pháp để hóa giải cái tình trạng này không? Nhiều triệu gia đình đang cần. Và bạn thấy này, có bao nhiêu người bây giờ đang loay hoay, đang bế tắc trong việc là không biết là mục tiêu, mục đích cuộc đời mình như thế nào. Họ cần một cái giải pháp, họ cần ai chỉ dẫn cho họ rằng tôi thoát khỏi tình trạng này như thế nào. Có bao nhiêu người trong cái gì, 100 triệu dân này đang cần cái điều đó các bạn. Vậy thì bạn có cái năng lực đấy để cho họ không? Có bao nhiêu người đang chịu đựng cái tổn thương, muốn giải quyết cái tính cáu giận của mình, đang giải quyết cái nỗi sợ hãi trong mình, đang muốn hóa giải cái sự oán thán trong mình để nó làm hàng ngày làm họ mất đi cái năng lượng. Bạn có năng lực để bạn giải quyết vấn đề đó không? Có năng lực để giải quyết vấn đề đó không? Bạn giải quyết được vấn đề đó nghĩa là bạn cho đi và họ sẽ sẵn sàng cho bạn. Cho bạn bất kỳ điều gì. Và bạn thấy này, nếu năng lực bạn cao, bạn cho đi gấp 100 lần cái thứ mà họ sẽ chia sẻ lại bạn, thì bạn có trở nên giàu có và thịnh vượng không? Chắc chắn rồi. Và cái điều gì trong cuộc sống này, cái môn nào trong cuộc sống này sẽ giúp bạn có những năng lực như vậy? Ngoài NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy các bạn. Tất cả những năng lực khác mà các bạn đang thấy trên thị trường hiện nay chỉ là cái ngọn mà thôi. Ví dụ như là những kỹ năng bán hàng, những ngôn ngữ bán hàng, những ngôn ngữ giao tiếp, những ngôn ngữ chốt sale, tất cả chỉ là ngọn mà thôi. Nếu bạn không hiểu được chính mình, nếu bạn không hiểu được người khác, họ đang nghĩ gì, họ đang nói gì, họ đang muốn gì,
thì dù họ bạn có đang có ngôn ngữ chốt sale, bạn đang có ngôn ngữ bán hàng, bạn đang có ngôn ngữ tư vấn, bạn đang có cái nghiệp vụ mà bạn vẫn nói chật lấp cái mong muốn, cái khao khát của họ. Và John C. Maxwell ông nói rằng bạn sẽ không bao giờ bán được hàng, bạn không bao giờ bán được hàng, bạn không bao giờ tuyển được người vào hệ thống kinh doanh của bạn nếu bạn không hiểu giá trị của họ. Không hiểu giá trị của họ. Và giá trị của họ là gì? Là những điều quan trọng nhất, quan trọng nhất đối với họ thời điểm đó, lúc đó và kể cả trong lâu dài. Vậy thông qua thể hiện của họ, thông qua những ngôn ngữ giao tiếp của họ, bạn có hiểu được điều đó không? Bạn có biết được không? Nếu bạn không biết được thì làm sao bạn cho đi? Và bạn đang cho đi cái thứ mà người ta không cần, thì nghĩa rằng người ta sẽ coi bạn là con muỗi. Mặc dù bạn luôn luôn nói rằng tôi đang trao cho bạn một cơ hội để cải thiện kinh doanh của bạn, tôi trao cho bạn một giải pháp để bảo vệ bạn, bảo vệ gia đình bạn, nhưng họ vẫn coi bạn là con muỗi. Họ vẫn đang coi bạn là đến để lấy của họ cái gì đó, chứ không phải là đến để bạn trao đi và cho đi cái gì đó. Bởi vì cái giá trị của họ, cái mối quan tâm của họ bây giờ nó đang nằm ở chỗ khác. Và một khi cái mối quan tâm của họ đã hướng sang chỗ khác thì dù bạn nói gì chăng nữa thì cái sự phòng vệ của ý thức này nó luôn luôn dâng lên để chống lại bạn. Để bạn có thể nói bất cứ câu gì họ cũng tìm lý luận để cãi lại bạn. Bạn có hiểu được điều đó không? Và điều này nữa, để tôi chia sẻ các bạn cái điều cuối cùng này. Nếu như bạn có cái năng lực huấn luyện doanh nghiệp, nếu như bạn có cái năng lực giải quyết mọi vấn đề cho người khác, ví dụ như là tổn thương, cáu giận, bế tắc, stress, mâu thuẫn, bạn có cái năng lực đó. Rồi nếu như bạn có cái năng lực có thể hóa giải mọi vấn đề cho người khác, và những người đó là chủ doanh nghiệp, những người đó là những người có rất có điều kiện, rất có uy lực trong cuộc sống, rất có uy tín trong cuộc sống, và nếu bạn giúp được họ cái điều đó, giải quyết được vấn đề đó, thì điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn? Điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn? Có phải chất lượng mối quan hệ của bạn tăng lên không? Công việc của bạn nhiều hơn không? Và nhờ đó thu nhập của bạn bắt đầu cải thiện và gia tăng không? Cho nên mấu chốt của vấn đề là gì? Hai chữ cho đi. Nhưng mà vấn đề để cho đi, bạn phải hiểu vấn đề là mình có gì để cho đi. Sự cho đi này lại đòi hỏi cái sự hiểu biết ở bạn. Bạn hiểu biết về quy luật của cuộc đời, quy luật của cuộc sống này. Các cái quy luật của cuộc sống này, các cái nguyên lý của cuộc sống này. Ví dụ như nguyên lý là cha mẹ là gốc rễ. Cha mẹ là gốc rễ. Và bạn lại đang mất kết nối với cha mẹ. Chúng ta chỉ là quả và lá trên cây mà thôi. Vũ trụ này quy định như vậy, chúng ta chỉ là quả và lá trên cây mà thôi. Và bạn bắt đầu thấy rằng là ôi, quả của tôi mọng rồi, lá của tôi xanh rồi. Tôi có thể hít khí của trời đất để tôi có thể thịnh vượng lên rồi, tôi không cần bố mẹ nữa. Và bạn bắt đầu mất kết nối với bố mẹ, mâu thuẫn với bố mẹ và cho rằng bố mẹ là không hiểu biết, bố mẹ là cổ hủ, bố mẹ là không ủng hộ mình, rồi bố mẹ là rất nhiều thứ và bạn giận dỗi bố mẹ. Rồi có người sẽ không hiểu nữa rằng có thể oán than bố mẹ tuổi thơ đã khắc nghiệt với mình và bạn mất kết nối với bố mẹ. Thì bạn có biết rằng cái nguyên lý của vũ trụ này là gì? Khi bạn mất kết nối với bố mẹ là bạn đã chặt đứt cái gốc rễ của mình và cuộc đời bạn bắt đầu lâm vào cái vòng luẩn quẩn suy thoái rồi. Bất hạnh từ đó không? Bạn có hiểu được điều đó không? Và nếu bạn hiểu sâu sắc bản thân mình và hiểu được cuộc sống này nguyên lý đến mức độ như vậy, bạn ngồi trước bất cứ ai, bạn cũng có thể nói chuyện được với họ. Bạn cũng có thể giải phóng được những băn khoăn, những rắc rối, những bí bách trong lòng họ. Thì điều gì xảy ra với bạn? Điều gì xảy ra với bạn? Sự thịnh vượng sẽ xảy ra với bạn. Và nếu bạn có cái năng lực để huấn luyện vị giám đốc đó, có thể thiết kế lên một cái sự nghiệp của họ bằng những cái công thức, những nguyên lý huấn luyện cho cá nhân, đột phá cá nhân. Rồi bạn có những cái năng lực để huấn luyện doanh nghiệp của họ. Doanh nghiệp của họ từ bán hàng, marketing, chăm sóc, dịch vụ chăm sóc khách hàng, rồi bố trí nhân sự, huấn luyện cái năng lực của nhân sự. Rồi cái năng lực mà làm sao dòng tiền tài chính nó chảy trong doanh nghiệp một cách bền vững, một cách thịnh vượng. Rồi cái năng lực thiết kế ra một cái quy trình vận hành hoàn hảo trong doanh nghiệp. Rồi cái năng lực của bạn lại huấn luyện lãnh đạo. Bạn có cái năng lực đó và bạn giúp chủ doanh nghiệp. Bạn giúp chủ doanh nghiệp đẩy cái doanh số của họ từ 20 tỷ lên 30 tỷ trong một năm.
những doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp của họ đã nhiều năm qua 50 tỷ thì bạn giúp họ đẩy lên 70 tỷ, thì cái câu chuyện hợp đồng của bạn họ, khi đó bạn đã giúp họ có cái lợi nhuận gia tăng như vậy, thì sản phẩm bạn bán, dịch vụ bạn tư vấn, họ có từ chối bạn không? Cho dù là có hàng trăm triệu cái hợp đồng mà bạn muốn người ta tri ân lại, thậm chí bạn không cần đề nghị, người ta cũng hỏi bạn đang làm gì và sẵn sàng cho lại bạn. Nếu như cái sự cho đi của bạn gấp 10, gấp trăm lần cái thứ mà người ta sẽ chia sẻ lại với bạn. Và các bạn, điều gì có thể làm được việc đó? Chỉ có khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, cái thứ mà tôi đang dùng để tôi đang nói với các bạn đây. Và trái tim tôi luôn khao khát rằng các bạn hãy học NLP đi. Chừng nào mà các bạn còn tiếc một chút tiền để đầu tư vào bộ não của mình, thì chừng đó bạn còn đang chống lại bản thân bạn, bạn còn đang chống lại sự giàu có của bạn, đang chống lại sự thịnh vượng của bạn, bạn đang chống lại hạnh phúc của bạn. Bởi vì chỉ có hiểu biết, chỉ có nhiều năng lực thì bạn mới có thể kiến tạo nên sự thịnh vượng cho cuộc đời mình. Bạn rất muốn là mình có triệu đô, bạn rất muốn mình có hàng tỷ đồng, nhưng ngay lúc này đây có 1.000 đô la Mỹ hay là có 2-3 triệu đồng mà bạn không dám bỏ ra, thì cái tư duy đó làm sao mà có thể vũ trụ này gửi cho bạn hàng tỷ đồng hay triệu đô la được? Các bạn có hiểu được cái nguyên lý vận hành của cuộc sống này không? Hãy để cho chúng cá nhân chúng ta trở thành một cái dòng chảy của trí tuệ, dòng chảy của năng lượng vũ trụ qua mình. Và trí tuệ cứ chảy qua bạn lại chảy ra ngoài, trí tuệ có chảy qua bạn chảy ra ngoài. Tôi đã có 2 chương trình để các bạn lựa chọn. Một chương trình huấn luyện trực tiếp 6 ngày. Và tôi luôn luôn tư vấn với các bạn rằng, nếu các bạn là chủ doanh nghiệp, nếu các bạn là người đang kinh doanh, nếu các bạn là người đang có hệ thống, và hoặc là bạn chưa kinh doanh nhưng mà cuộc đời, gia đình bạn, cá nhân bạn đang loay hoay, đang bế tắc, đang bị rất nhiều cái lực cản hay cái sự suy sụp, thì bạn hãy đến khóa học trực tiếp 6 ngày. Bởi vì tại khóa học đó thì bạn sẽ được tôi huấn luyện, và bạn sẽ được sở hữu, bạn sẽ được rèn luyện rất nhiều công cụ để bạn có thể đột phá. Để bạn đột phá ngay, để bạn có thể quay trở lại, bạn hiểu được đội nhóm mình, hiểu được doanh nghiệp mình, và bạn bắt đầu thiết lập lại cái doanh nghiệp của mình phát triển bền vững. Bạn được giải quyết tất cả những vấn đề từ suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn và mâu thuẫn bản thân tại khóa học đó. Nếu bạn là những chủ doanh nghiệp, là những người giám đốc kinh doanh hệ thống, và những người mà gia đình đang có nhiều vấn đề, thì đến tại khóa học đó thì bạn sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề khúc mắc của bạn trong cuộc đời. Bất kể vấn đề gì mà các bạn muốn giải quyết. Bằng không nữa, nếu các bạn điều kiện chưa cho phép, điều kiện tài chính không cho phép, bởi vì các bạn đã suy sụp, các bạn đã thất bại, các bạn đã kiệt quệ mà bây giờ đến còn âm nợ nữa, thì có một chương trình nữa là một chương trình NLP online. Với mức chi phí nó rẻ bằng 1/10 của mức bạn học trực tiếp. Nó chỉ có 2.300.000 đồng, tức là 100 đô la Mỹ thôi. Ở trong đó bạn cũng học được tất cả những gì mà bạn cần. Và tại khóa NLP online, tôi cũng tiếp tục mỗi một tuần tôi lại ngồi tương tác với các bạn để giải thích bất kỳ điều gì mà các bạn muốn hỏi, bất kỳ điều gì mà các bạn học trong đó mà các bạn muốn sở hữu nó, để biến nó trở thành công cụ quyền năng để ra cuộc sống, ra công việc của các bạn. Rồi sau đó 3 tháng tôi sẽ tập hợp tất cả những bạn đã học NLP online, cho các bạn một ngày huấn luyện free những công cụ mà các bạn cần phải sở hữu để ra cuộc sống này. Các bạn là người cho đi, từ đó các bạn mới có cuộc sống thịnh vượng, mới kiến tạo cuộc sống thịnh vượng như lúc đầu tôi nói. Rồi, chương trình đã diễn ra nửa tiếng rồi, và bây giờ thì tôi phải uống cà phê. Như đã nói với các bạn, đây là chương trình cà phê NLP, là mỗi một buổi sáng, khi nào tôi mà thấy rằng là hôm sáng nay tôi rảnh rang, thì tôi sẽ dành để chia sẻ những điều quý giá, những điều bổ ích, những điều thiết thực để giúp các bạn thì khơi mở ra những cái tư duy và khơi mở những cái năng lượng để giúp các bạn kiến tạo lại, xây dựng lại cuộc đời mình tốt hơn, đẹp hơn. Các bạn muốn đăng ký khóa học online thì một lát nữa thôi thì sẽ có người sẽ kết nối với các bạn, sẽ có bộ phận kết nối với các bạn để hướng dẫn bạn cách thức để bạn đăng ký khóa học online. Rồi, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn sở hữu được NLP. Chào mừng các bạn sở hữu được NLP, khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Và từ NLP sẽ giúp các bạn bắt đầu thiết kế một cuộc đời xuất sắc và xuất chúng. Bây giờ thì xin tặng các bạn uống cà phê đã. Cà phê rất là ngon. Chào các bạn.